chào tất cả các anh em nhé. Hôm nay hệ thống đồng hồ Zerowatt của chúng tôi làm video để review giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ Casio mang mã số là MTP1183A. Vâng, phiên bản đồng hồ 1183A này gồm có 3 màu. Đấy, gồm có 3 màu đấy anh em này. Đây, 3 màu liền. Đấy, hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có 3 màu. Một là màu Demi. Đấy, Demi trắng bạc này. Hai là màu mặt đen, ba là màu mặt trắng bạc. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có 3 màu anh em nhé. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết em nó anh em nhé. Đây, đây là một mẫu Demi kết hợp giữa hai màu vàng và bạc. Đấy, chất liệu vỏ là thép 316L. Dây vỏ là thép 316L. Size của mặt của em nó là 38, phù hợp những cái bạn phù hợp những cổ tay nào vừa phải của người Việt Nam mình, gần như là rất là phù hợp với cổ tay anh em luôn. Những cổ tay nào trung bình đeo rất là đẹp, nhỏ nhỏ một chút đeo cũng rất ok. Thì chức năng của em nó là gồm có lịch ngày ở tập số 3 giờ, bộ kim bót nhọn rất đẹp. Đồ chịu nước của em nó là 5 ATM cho phép bạn đi mưa rửa tay. Đây, phần khóa này anh em nhé. Đây, chúng ta sẽ xem phần đáy của em nó nhé. Đây, phần đáy này. Phần đáy của Casio chính hãng thì bao giờ cũng có cái tem chống giả của anh Zerowatt, nhà phân phối độc quyền thương hiệu Casio này của Việt Nam. Và ngoài ra thì là có mã số ở đáy. Đây anh em nhé, nhìn. Đấy, anh em nhìn thấy không ạ? Vâng, đôi giày của em nó chỉ khoảng 8mm thôi, cũng rất là mỏng. Đây, bây giờ tôi sẽ đeo lên tay cho anh em xem. Anh em ơi, cổ tay của tôi 19, đeo mẫu đồng hồ này thì hơi nhỏ. Nên các bạn là cổ tay khoảng tầm từ 18, 17, 16, 15 đeo mẫu đồng hồ này rất là đẹp. Vâng, phù hợp cho các bạn đeo văn phòng. Những bạn nào thích chỉ lịch sự, đơn giản, đấy, không thích cầu kỳ, vâng, không thích thể thao mà thích những classic của cổ điển thôi ấy, thì các bạn đeo mẫu đồng hồ này tôi đánh giá là rất là tuyệt. Vâng, mẫu đồng hồ này nó cũng ra khá là lâu rồi nhưng mà vẫn được đánh giá rất là cao luôn. Bởi vì là thứ nhất là cái phần thiết kế của phần kính khoáng của mẫu đồng hồ này nó nằm ở bên dưới, và cái gờ viền ben gen này nó lồi lên trên. Đấy. Cho nên là khi mà có va quệt mà vâng, khi anh em có tác động gì đấy thì sẽ ít khi bị ảnh hưởng đến mặt kính này. Đấy, nó thiết kế của mẫu đồng hồ này rất là hay ở chỗ đấy. Đây anh em này, nhìn rất là hay, anh em nhìn đấy. Phần viền ben gen lồi lên trên, đây này, lồi lên trên. Đấy, phần kính này nằm lõm ở bên dưới. Vâng, phiên bản mặt đen này cũng vậy thôi, cũng rất đẹp này. Anh em nào không thích mặt trắng thì đeo mặt đen, không thích đeo mặt đen đeo Demi. Phần dây vỏ rất là đẹp luôn. Vâng, xem mặt 38 thì rất là dễ đeo luôn anh em ạ. Tôi đánh giá mẫu đồng hồ này rất là đẹp luôn, mà cũng bán chạy tại hệ thống đồng hồ Zerowatt của chúng tôi. Bởi vì thứ nhất là về cái thiết kế của em nó rất là trẻ trung, dành cho các bạn thanh niên. Đấy, trẻ trung đơn giản, thích lịch sự thì đeo mẫu này rất là ok. Thứ hai nữa là mẫu đồng hồ bán chạy, lý do đó là về giá cả anh em ạ nhé. Vâng, về giá cả thì mẫu đồng hồ này rất là rẻ luôn. Vâng, chỉ có tầm 1 triệu đồng là anh em đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ Casio chính hãng luôn. Về cái phiên bản màu Demi này thì nó đắt hơn một chút, bởi vì bao giờ các bạn biết rồi, màu Demi hoặc là màu vàng bao giờ cũng đắt hơn những màu bạc, bởi vì người ta phải mạ thêm cái công nghệ mạ PVD hoặc mạ ion này, cho nên là nó đắt hơn. Đấy, chứ còn máy móc các thứ đều là giống nhau hết, mọi chất liệu đều giống nhau, chỉ khác mỗi cái phần mạ này nó tốn công hơn, cho nên là cái giá nó cao hơn. Thì đây, giá của em nó là 1.506.000. Còn anh em nào ví dụ là bảo hơn mẫu này đắt quá thì tôi mua mẫu này rẻ hơn, ok, không làm sao cả. Còn bạn nào có điều kiện hơn thì bạn mua mẫu đắt hơn, không làm sao. Còn về chức năng mọi cái của hai ba em này giống nhau, không khác gì, bởi vì nó cùng một mã, cùng một khuôn mẫu anh em nhé. Vâng, chế độ bảo hành của em nó là máy 1 năm và pin 18 tháng tại hãng, và được bảo hành tại hệ thống đồng hồ Zerowatt của chúng tôi 5 năm liền. Đi kèm với sản phẩm có hộp đây, hộp sản phẩm này. Đấy, một chiếc hộp này và túi này. Đấy, túi chính hãng luôn. Đây anh em nhé, đây một chiếc túi chính hãng. Vâng, trong ba mẫu này thì anh em kết mẫu nào không ạ? Tôi thấy mẫu nào cũng đẹp luôn. Mỗi mẫu nó có một cái đẹp riêng anh em ạ. Giá thì rất là hạt rẻ luôn. Dưới 2 triệu là anh em sở hữu ngay một chiếc Casio này rồi. Vâng, anh em có thắc mắc gì ở ba mẫu đồng hồ này thì có thể là comment dưới video này để tôi sẽ giải đáp cho anh em nhé.
Vâng, anh em thấy video này hay hãy like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Rolex chúng tôi làm nhiều video hay hơn nữa. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào.